must never stop the way, yeah. Grasping into life is happy, but it's we must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Trying to pop off. Kill this guy. What is this nonsense? I hate this fucking game, bro. Why is this allowed? Why can't, like, dude. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. He's gonna kill me anyway. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's not take a walk. Savannah. Sorry, buddy. God, what do you mean, Annie, already? It was not ready. It actually wasn't ready. Oh, I... Yeah.
Okay! Ah! Oh my god! He's still at- No! But she was supposed to die! Quiet is driving me insane. Silence rattles to my brain. I got it. What up, me? Nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? Hàng loạt trang phục mới bị lộ, nhưng game thủ chẳng vui chút nào vì trang phục của Lux quá xấu. Với việc mùa 11 của Liên minh Huyền Thoại đã tới rất gần, những thông tin đầu tiên về thay đổi cân bằng trang phục tại những phiên bản sắp tới cũng dần được hé lộ. Cụ thể thì vào ngày hôm qua, một tài khoản Twitter chuyên đăng tải thông tin về trang phục, sự kiện trong Liên minh Huyền Thoại đã chia sẻ hình ảnh của 5 skin mới sắp được đưa vào game. Những nhân vật sở hữu các trang phục mới bao gồm Yumi, Lux, Jin, Nautilus và Zira. Có một điều khá thú vị là trang phục Nautilus bị lách giống hệt với tạo hình sắp tới của vị tướng này trong đấu trường chân lý, vì vậy khả năng cao là nó sắp được đưa vào game. Nhiều khả năng Jin và Nautilus sẽ ở trong cùng một dòng trang phục. Về phần Zira thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó là trang phục thuộc nhóm hoa độc. Yumi thì khỏi nói, vị tướng này sẽ hóa thành một chú ong với skin mới, giống như Teemo. Về cơ bản thì hầu hết những trang phục này đều được cộng đồng đánh giá tương đối cao. Chúng không phải thuộc dạng quá lung linh, nhưng vẫn có điểm đặc biệt khiến người ta muốn sở hữu. Tuy nhiên, với riêng Lux, thì skin của cô nàng bị ném đá rất nhiều vì quá xấu. Chính những người chơi yêu thích Lux cũng đánh giá rất thấp trang phục này. Riot vẫn đang cố gắng hoàn thiện nó chứ. Tôi thấy phần chân và cây gậy phép trông không được trau chuốt cho lắm. Đây là hình ảnh bị lộ, nên tôi khá chắc là skin này chưa hoàn thiện. Có lẽ nó sẽ không được thêm vào game trong vài tháng nữa. Trông nó xấu một cách khủng khiếp luôn á. Thật sự thì tôi không thích skin này chút nào. Tôi nghĩ Lux không thực sự cần trang phục mới đâu, bởi cô ấy đã có hai skin quá đẹp với chủ đề vũ trụ rồi. Đưa skin bậc sử thi vào chỉ khiến người ta thất vọng mà thôi. Giả như Riot làm trang phục Giáng sinh cho Lux giống Orianna thì sẽ hay hơn đó. Thật lòng mà nói thì skin của Lux trông như một bản fanart tệ hại vậy. Cô ấy giống như nhân vật mà tôi quên mất tên của Siga, nhân vật ở trong trò chơi tennis ấy. Sang bản 11.2 thì khả năng rất cao họ sẽ đưa vào game các skin mang chủ đề Tết âm lịch. Vì vậy, trang phục của Lux sẽ chưa được thêm vào game trong tương lai, ít nhất là một tháng sắp tới, bởi nó mang chủ đề khác hoàn toàn so với sự kiện sắp tới trong Liên minh Huyền Thoại.
Có lẽ sau khi nhận phải quá nhiều gạch đá như trên, đội ngũ thiết kế trang phục của Rod cần nỗ lực hết mình để cải thiện chất lượng cho skin này. Nếu không thì đây sẽ là trang phục bom xịt đầu tiên của Lux. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha.